Win 6 giải phương trình. Câu A, log cơ số 5 của x trừ log cơ số trừ cho 3 log căn bậc 2 của x của 5 bằng 1. Câu B, log cơ số 2 của x trừ 1 trừ log căn bậc 3 của x trừ 1 của 2 bằng 2. Đấy. Ta có điều kiện là x lớn 0. Câu A, x lớn 0 thì x lớn 0 khác 1. Vậy x lớn 0 khác 1. X lớn 0 và x khác 1. Là vậy x khác 1. X lớn 0 và x khác 1. Điều kiện này x lớn 0 tức là x lớn 0 khác 1. Vậy x lớn 0 khác 1. Nó có log cơ số 5 của x trừ, đây là căn bậc 2 của x là x mũ 1 2, 1 2 lo ra ngoài. 3 chia 1 2 là 6, trừ 6 log cơ số x của 5 bằng 1. Suy ra log cơ số 5 của x trừ 6 log cơ số x của 5 bằng 1 phần log cơ số 5 của x. Cho nên đây là trừ cho 6 log cơ số x của 5 bằng 6 trừ cho 6 chia cho log cơ số 5 của x bằng 1. Ta đặt t bằng log cơ số 5 của x, quy đồng lên ta được t bình trừ t trừ 6 bằng 0. Suy ra được t bằng trừ 2 hoặc t bằng 3. T bằng trừ 2 suy ra log cơ số 5 của x bằng trừ 2. T bằng 3 suy ra log cơ số 5 của x bằng 3. Vậy log cơ số 5 của x bằng 3 thì x bằng 125. Log cơ số 5 của x bằng trừ 2 thì x bằng 125. Và cả hai nghiệm này đều có điều kiện lớn không khác 1, cho nên nhận. Tương tự câu B, log cơ số 2 của x trừ 1 trừ log căn bậc 3 của x trừ 1 của 2 bằng 2. Đấy, ta có điều kiện là x lớn 1 và đây x lớn x trừ 1 lớn 0 tức x lớn 1. Đây là x trừ 1 lớn 0 và x lớn 1. Đây x khác 1 nữa là x khác 2. Tức là có thêm điều kiện với x khác 2. Và x khác 2. X trừ 1 khác 1 tức là x khác 2. Ta có log cơ số 2 của x trừ 1 trừ, đây là căn bậc 3 lấy từ 1 3, lo ra ngoài là 3. Log cơ số x trừ 1 của 2 bằng 2. Suy ra log cơ số 2 của x trừ 1 trừ, đây là 3 log cơ x trừ 1 của 2 thì bằng là 3 chia log cơ số 2 của x trừ 1 thì bằng 2. Log cơ số 2 của b bằng 1 phần log cơ số b của a. Ta đặt t bằng log 2 của x trừ 1 thì suy ra t bình trừ 2t trừ 3 bằng 0. Giải phương trình này ta tìm được t bằng 3 hoặc t bằng âm 1. T bằng 3 thì log 2 của x, log 2 của x trừ 1 bằng 3. T bằng âm 1 ta có log 2 của x trừ 1 và âm 1. Đây suy ra x trừ 1 nó bằng 2 của 3 bằng 8 tức là x bằng 9. Hoặc x trừ 1 nó bằng 2 của trừ 1 bằng 2. Vậy x bằng 3 bằng 2. Cả hai nghiệm này đều lớn 1 và khác 2 cho nên nhận hết. Ví dụ 7 giải phương trình log câu A, log cơ số 2 của 7 nhân log cơ số 7 của x cộng 1 bằng 3. Câu B, log cơ số 3 của 8 nhân log cơ số 8 của x trừ 1 bằng 4. Giải câu A, điều kiện x cộng 1 lớn 0 tức x lớn trừ 1. Ta có log 2 của 7 nhân log 7 của x cộng 1 bằng 3. Suy ra được log 2 của x cộng 1 bằng 3 tức là x cộng 1 bé 2 mũ 3. Ở đây ta có được x bé 7 kết hợp với điều kiện. Vậy x lớn hơn âm 1 và bé 7 tức là x thuộc cái khoảng âm 1 7.
Câu B, log cơ số 3 có 8 nhân log cơ số 8 x trừ 1 bằng 4. Ta có điều kiện x trừ 1 lớn 0 thì x lớn 1. Log cơ số 3 có 8 nhân log cơ số 8 x trừ 1 bằng 4. Suy ra log cơ số 3 có x trừ 1 bằng 4. Tức là x trừ 1 bằng 34. Ở đây ta có x trừ x bằng 82 kết hợp với điều kiện x lớn 1. Vậy x lớn 1 bằng 82 tức là x thuộc cái khoảng 182. Ví dụ 8, giải bất trình. Câu A, log cơ số 2 của x bình phương trừ 9x cộng 8 bé 3. Câu B, log cơ số 1 3 của 8x trừ x bình phương bé 2. Giải. Câu A, ta có điều kiện x phương trừ 9x cộng 8 lân 0, tức là x bé 1 hoặc x lân 8. Ta có log cơ số 2 của x bình phương trừ 9x cộng 8 bé 3, tức là x phương trừ 9x cộng 8 bé 2 của 3. Suy ra được x phương trừ 9x bé 0. Và ta bấm máy thì x lân 0 bé 9. Giao với điều kiện. Điều kiện là nhỏ hơn 1 lân 8. Trong khoảng 18 bỏ đi. Này là giải ra x lân 0 bé 9. Ngoài 0,9 ta bỏ tiếp. Vậy. Vậy x nó thuộc cái khoảng là 0,1 hợp 8,9. Câu B, log cơ số 1 3 của 10x trừ x vuông bé 2. Giải. Ta có điều kiện 10x trừ x vuông lớn 0. Thì ở đây ta sẽ có được là log cơ số 1 3 của 10x trừ x vuông bé 2. 10x mà trừ x vuông lớn 0 tức là x lớn 0 bé 10. Log cơ số 1 3 của 10x trừ x vuông bé 2. Tức là 10x trừ x vuông lớn hơn 1 3 lấy thừa 2. Do cơ số bằng 3 nhỏ 1 cho nên bắt công thức đổi chiều. Suy ra 10x trừ x vuông lớn 9. Tức là trừ x vuông cộng 10x trừ 9 lớn 0. Ta giải ra được x lớn 1 và bé 9. Kết hợp với điều kiện. Điều kiện là lớn 0 nhỏ 10. Ngoài 0 10 ta bỏ hết. Ở đây là x lớn 1 nhỏ 9. Tức là ngoài 19 đâu lại bỏ tiếp. Vậy. Vậy thuộc cái khoảng 19. Câu C, log cơ số 1 3 của x vuông trừ hết lớn hơn bằng 1. Giải. Ta có điều kiện x vuông trừ hết lớn 0. Tức là x bé 0 hoặc x lớn 2. Đây là log cơ số 1 3 của x vuông trừ hết lớn hơn bằng âm 1. Tức là x vuông trừ hết bé hơn bằng 1 3 của âm 1. Suy ra x vuông trừ hết bé hơn bằng 3. Và ta có x vuông trừ hết trừ 3 bé bằng 0. Suy ra x lớn hơn âm 1 bé hơn bằng 3. Kết hợp với điều kiện. Điều kiện là x nhỏ 0 lớn 2. Trong khoảng 0 2 không lấy bỏ đi. Đây là x, giải ra là x lớn bằng 1 bé bằng 3. X lớn bằng 1 bé bằng 3, ngoài 1 3 ta bỏ tiếp. Vậy. Vậy là x lớn hơn trừ 1 bé 0 hoặc hợp với lại là cái khoảng là 2 3. Điều chính. Cho A bằng log 2 của 3, B bằng log 3 của 5, tính câu A, log cơ số 12 của 90, câu B, log cơ số 18 của 600. Giải. Câu A, ta có log cơ số 12 của 90 bằng log cơ số 2 của 90 chia log cơ số 2 của 12. Vì log cơ số 2 của 90 nó bằng
Logarit cây số 2 của 2 nhân 9 nhân 5. Logarit cây số 2 của 2 là bằng 1. Logarit cây số 2 của 9 là nó bằng log 2 của 3 mũ 2, tức là bằng 2 log 2 của 3. Cộng logarit cây số 2 của 5. Đây là 1 tôi viết lại. 2 log 2 của 3 viết lại. Log 2 của 5 thì nó bằng log 3 của 5 chia log 3 của 2. Thì 1 tôi viết lại. 2 log 2 của 3 thì nó bằng là 2a. Log 3 của 5 thì nó bằng b chia cho log 3 của 2. Log 2 của 3 thì bằng a. Log 3 của 2 bằng 1 phần a. Có b chia 1 phần a là nhân a. Vậy log 2 của 90 nó bằng 1 cộng 2a cộng ab. Tương tự ta có log 2 của 12 thì nó bằng log 2 của 4 nhân 3. Log 2 của 4 thì bằng 2 cộng cho log 2 của 3. Vậy log 2 của 12 nó bằng sẽ bằng là 2 cộng cho a. Vậy ta có log 12 của 90 nó sẽ bằng 1 cộng 2a cộng ab chia 2 cộng a. Tương tự ta có log 18 của 600. Giải. Ta có log 18 của 600 thì bằng log 2 của 600 chia log 2 của 18. Vì log 2 của 600 bằng log 2 của 8 nhân 3 nhân 25. Log 2 của 8 thì bằng 3. Log 2 của 3 thì ta viết lại cộng log 2 của 3. Cộng log 2 của 25 tức là cộng cho 2 lần log 2 của 5. Đây 3 viết lại cộng log 2 của 3 viết lại cộng 2. Log 2 của 5 thì bằng log 2 của log 3 của 5 chia log 3 của 2. 3 tôi viết lại log 2 của 3 thì bằng a cộng 2. Log 3 của 5 bằng b. Log 3 của 2 thì bằng 1 phần a. Ta có 2b chia 1 phần a, tức là 2b nhân a là 2ab. Tương tự log 2 của 18 thì bằng log 2 của 2 nhân 9. Log 2 của 2 là 1 cộng log 2 của 2 nhân 9, tức là 2 log 2 của 3. Từ đây ta có được log 2 của 18 bằng 1 cộng 2a. Vậy log 18 của 600 nó sẽ bằng 3 cộng a cộng 2b chia 1 cộng 2a. Ví dụ 10, giải phương trình. Câu A, log 3 của x trừ 2 trừ log 9 của x trừ 819 bằng 1. Giải. Ta có điều kiện là x trừ 2 lớn 0 và x trừ 819 lớn 0, tóm lại x lớn 2. Ta có log 3 của x trừ 2 trừ log 9, tức là 9 là 3 mũ 2, đem 2 ra ngoài là bằng 2. Log 3 của x trừ 819 bằng 1. Ta nhân 2 quá trình cho 2 thì nó là 2 log 3 của x trừ 2 trừ log 3 của x trừ 819 bằng 2. Số 2 ta đem lên là log 3 của x trừ 2 tất cả bình bằng, chuyển vế qua, log 3 của x trừ 819 cộng số 2, tức là log 3 của 9. 2 là bằng log 3 của 9. Suy ra được log 3 của x trừ 2 tất cả bình bằng cộng là nhân, tức là log 3 của 9x trừ 8. Từ đây ta suy ra được là x trừ 2 tất cả bình bằng 9x trừ 8. Vậy ta được cái phương trình x bình phương trừ 3x cộng 12 bằng 0. Ta bấm máy phương trình này là ta tìm được x bằng 1 hoặc x bằng 12. Do điều kiện x lớn 2, vậy x bằng 1 loại, x bằng 12 nhận. Ví dụ 1, giải phương trình. Câu A, 9 log 5 của x trừ 2 trừ log căn 3 của 5 của 19 trừ 8 bằng 0. Giải. Ta có điều kiện là x trừ 2 lớn 0 và 19 trừ 8 x lớn 0, tóm lại x lớn 2. Ta có phương trình là 9 nhân log 5 của x trừ 2 trừ
Loga cơ căn bậc 3 của 5 của 19 trừ tau x bằng 0. Tức là 9 log 5 của trừ 2 trừ, đây là căn bậc 3 là lý thuyết 1, 3 lo ra ngoài là 3, log 5 của 19 trừ tau x bằng 0. Lúc gọn hai vế cho 3 và ta chuyển vế thì ta được là log 3 lần log 5 của x trừ 2 bằng log 5 của 19 trừ 8x. Suy ra log 5 của x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng log 5 của 19 trừ 8x. Từ đây ta sẽ có được là x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng 19 trừ 8x. Và ta khai triển sắp xếp lại thì được phương trình là x mũ 3 trừ 6x vuông trừ 7x bằng 0. Ta có các nghiệm x bằng 0, x bằng âm 1 hoặc x bằng 7 do điều kiện x lớn 2, vậy x bằng 7 nhận. Câu 12, giải bất công trình. Câu A, loga cơ số A của x bình phương trừ 2x lớn hơn bằng 1 cộng log 3 của x trừ 2. Ta có điều kiện là x bình phương trừ 2x lớn 0 và x trừ 2 lớn 0. Giao lại ta có x lớn 2. Ta có phương trình là loga cơ số A của x bình phương trừ 2x lớn bằng 1 tức là log 3 của 3 cộng log 3 của x trừ 2. Cộng tức là nhân. Ta có log 3 của x bình phương trừ 2x lớn bằng log 3 của 3 nhân x trừ 2 tức là 3x trừ 6. Tức là ta có được là suy ra x phương trừ 2x lớn bằng 3x trừ 6. Chuyển vế thì ta được x phương trừ 5x cộng 6 lớn bằng 0. Bấm máy phương trình này ta có x lớn bé bằng 2 hoặc x lớn bằng 3. Kết hợp với điều kiện. Vậy x lớn hơn bằng 3. Ví dụ 3, giải công trình. Câu A, loga cơ số 3 của 3x bằng 3x trừ 2 bé hơn bằng 2x trừ 2. Câu B, loga cơ số 2 của 2x 2 mũi trừ 3 lớn bằng 2x trừ 4. Giải câu A, ta có điều kiện là 3x trừ 2 lớn 0 tức là x lớn hơn log 3 của 2. Ta có công trình là log 3 của 3 mũi x trừ 2 bé hơn bằng 2x trừ 2. Suy ra được là 3 mũ x trừ 2 bé hơn bằng 3 lý thừa 2 trừ 2. Ta sắp xếp lại thì ta được các công trình là 3 mũ 2x trừ 9 nhân 3 mũ x cộng 18 lớn bằng 0. 3 mũ 2x trừ 2 tức là 3 mũ 2x chia cho 3 mũ 2 tức là 3 mũ 2x chia 9. Ta nhân 2 công trình cho 9 và ta sắp xếp lại ta được 3 mũ 2x trừ cho 9 nhân 3 mũ x cộng 18 lớn bằng 0. Suy ra được là 3 mũ x bé bằng 3 hoặc 3 mũ x lớn bằng 6. Tức là x bé bằng 1 hoặc x lớn bằng log 3 của 6. Kết hợp với điều kiện. Vậy x lớn bằng log 3 của 2 và bé bằng 1 hoặc x lớn bằng log 3 của 6.